Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Hóa Mỹ của em nhá. Các bác ơi, hôm nay em lên thanh lý cho các bác một em khiếu các bác nhá. Có một chất giọng rất là hay luôn các bạn. Đấy, bóng bộ rất là đẹp luôn, chim đuôi xòe nhá. Giọng thì cực kỳ là phê luôn các bạn. Nhưng em này bị mất hai móng các bác nhá. Mất hai móng lát nữa em nó quay lại đây thì em sẽ quay cho các bác xem các bác nhá. Em này có chất giọng thì chấm hết luôn các bạn. Nó chưa căng hẳn đấy các bác nhá. Anh em về anh em chăm thêm. Chim khoảng 5 tháng lồng rồi. Đấy, các bác thấy giọng nó hay không? À đây em quay cho các bác móng nhá. Ôi thôi. Chim nó chưa được căng hẳn anh em nhá. Để các bác thả AV vô tư thoải mái các bác nhá. Quan trọng là mình chơi giọng của nó cũng rất là ok. Đây hai cái móng nó mất này các bác này. Đó, hai cái móng nó mất đi các bác nhá. Đó, anh em nhìn kỹ nhá. Thank you.
Ha ha ha!